Rồi thì hai cái bật đạn này nó đã hư. Nó rồ rồi nha. Giờ mình có két mũi bò vô thì nó chạy thì nó cũng sẽ bị rồ. Rồi mình mua cái bật đạn mới hàng NXK ha. Thì bật đạn này nó hơi khác một chút chút xíu. Cái màu nâu cái màu đen chắc mà mình nghĩ nó cũng y vậy thôi, nhưng mà cái mã số của bên này là 608RZ, còn mã số bên này là 608DU. Nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng vậy. Cái này giao băng nha. Còn cái này chẳng có gì. Có NBV BVO của Trung Quốc. Rồi mà mình đo lại coi nó bằng nhau chuẩn không nha. Này 22. Rồi cái cũ cũng 22. Bề ngang 7. Bề ngang cái mới cũng 7. Rồi cái lỗ này mới quan trọng ha. Rồi cái lỗ này là 7.6 là gần 8. Rồi cái này cũng vậy ha, vậy là ok. Bây giờ mình sẽ thay cái mặt đạn vô đây ha. Thì cái cốt này cốt 8 ly. Thì cái này cái mình đưa vô là nó bót khít luôn. Quá ok luôn. Rồi thử cái mặt trước coi nha. Trước thì nó hơi lỏng tí xíu. Ồ, ngựa lỏng kiểu này sao ta? Lỏng kiểu này nó quay cốt không, nó không quay mặt đạn thấy mẹ nữa. Rồi. Giờ mình sẽ dùng nhám mịn mình đánh cái vòng này cho nó sáng lại chút xíu ha. Rồi mình sẽ đánh cái mặt tiếp xúc này cho nó sáng lại chút xíu, thì mình bọc cái bịch xung quanh của cái cuộn đồng này nè. Để lúc mình đánh với nhám nó không có cạ vô cái cuộn đồng này nó trầy nha. Nếu mà trầy cuộn đồng thì có thể bị hư á. Cho nên là mình kỹ chút xíu rồi nó chắc cú ha. Xếp với nhám lại nhỏ nè. Mà mình đánh qua đánh lại chỗ cái mặt tiếp xúc với của than nè. Rồi xong rồi mình bỏ cái bạch ra. Thì mình vừa làm mình vừa nói diễn giải rất là kỹ nha. Anh em nào mà coi chơi thì cứ lướt sơ lướt nhanh cho nó lẹ ha, còn anh em nào muốn làm giống như mình đó thì phải coi rồi để ý mình nói những cái chi tiết rất là quan trọng nha. Rồi giờ mình sẽ dùng cây vít nhọn này nè, mình đục một hai dấu ở chỗ này cho nó hơi cứng cứng cái mặt đạn lại một chút nha. Thì mình không phải là thợ cho nên mình làm cái gì cũng cho nó cẩn thận chút xíu. Thợ người ta rành người ta làm nó khác. Rồi mình sẽ dùng cái đoạn keo hai mặt này mình băng cái đầu vít này lại nha, để khi mình đóng nó cạ cái vít này vô cái cuộn đồng đó, thì cũng phiền. Rồi mình đóng vô ngay chỗ mà chỗ mà vật đạn nó nằm á. Rồi đóng đối xứng qua nha.
Rồi đóng hình chữ hợp ha. Đóng nhẹ tay thôi nha, đóng mạnh tay quá nó ảnh hưởng tới cuộn đồng. Rồi như mấy fan thấy là đó, mình đóng mấy cái chấm 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 vậy ha, để mặt nạ lúc mình đưa vô nó cắn cái đó là nó cứng lại, chứ không là nó quay theo cái quay cái cốt với cái lõi không, mà nó không có quay cái mặt nạ là cũng rồi luôn. Rồi giờ mình sẽ tra cái mặt nạ vô đây, vô cái mâm. Rồi giờ mình sẽ lấy búa mình đóng vô nha. Rồi mình đóng vô cho nó sát với cái mí này là ok ha. Rồi mình quay thử nè, hôm bữa quay lại kêu rồ 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 rồ. Rồi mình quay thử nè, giờ lại im ru và rù luôn á. Ok, ngay cái mic luôn mà im ru luôn nè. Quá đã. Rồi giờ mình sẽ tra cái mỡ, một chút mỡ bò vô chỗ này, cho cái đuôi này ha. Rồi có cái miếng thép đỡ mình đưa vô. Bốn cái lò xo. Rồi nhét cục rồi tiếp tục cái khâu tiếp theo là mình chiêm mấy cái cục than lại để mình đưa cái này vô nha. Thì chiêm mấy cục than này mà nhiều anh em xài dây rút cũng được nha, còn mình xài cái cọng kẽm. Thì chim cái này cũng không phải khó khăn gì, nhưng mà không biết thì cũng hơi khó làm ha. Giờ mình sẽ đưa cái cốt này vô trong cái vật đạn này. Rồi mình khở nhẹ nhẹ cho nó xuống, mình canh cái cục than nó qua khỏi cái máy của motor nha. Rồi sau khi mình thấy nó vô ngay ngắn rồi thì mình rút cái chì ra cho nó bám vô cái motor, cho nó bám cái chì vô cái bộ đó. Mình rút rút dây ra cho nó búng cái chì vô nha. Rồi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ ụp cái này vô trong đây cho nó dính luôn. Thì mình nhiễu đây một tí xíu dầu nha, chứ mình không có xài mỡ bò. Cho nó đừng có rỉ sét cái phần này thôi. Rồi giờ mình sẽ đưa cái phần cái mâm 500 vô đây. Thì mình phải canh mình chịu cho nó, để không mình đưa vô là nó 500 nó hút cái lõi này ra ngoài lại.
Rồi giờ mình sẽ nhận cho nó vô cái bạc đạn đi, rồi mình sẽ đóng nó sau ha. Rồi mình canh cho nó ngay chỗ ngay cái mấu đi, rồi mình đóng luôn, lát khỏi quay mất công mệt. Rồi mình sẽ dùng cái đầu tiếp mình để lên mình đóng nha. Nhớ canh cái mấu này nè, cái mấu này nhớ canh cho nó ngay cái lỗ nha. Rồi cái mấu này nó lọt ngay vô cái lỗ là ok rồi nè. Giờ mình đóng thêm mấy cái cho nó xuống sát rồi mình mới mới đóng kẹp vô cho nó kẹp lại cái motor. Rồi đóng xong mình quay thử rồi nó nhẹ không. Rồi giờ mình sẽ đóng cái này vô lại, rồi mình nhiễu cho nó tí xíu dầu vô chỗ này đi cho nó bảo vệ nó đừng có xét cái cốt. Rồi coi như là mình đã đóng mấy cái mấu này xong ha. Thì mình lại đứng vậy mình kê lên mình đóng nha. Tại đóng ngay chỗ này cũng khó thấy cho nên là mình đóng hơi nhanh chút. Đó mình kê kê cái gì dẹp dẹp đó, lên ngay chỗ cái cạnh này là mình đóng cho nó mấu vô cho nó chịu là được rồi. Rồi mình gắp cái motor vô cái máng ha. Rồi giờ mình sẽ gắn cái motor vô cái khung này ha. Thì gắn mình xây cái đây có cái ngàm nè. Mình xây cái dây điện ngay chỗ này nha. Xỏ dây điện lòn qua mình xây cho đưa cho dây điện nó ra ngay chỗ đó. Rồi đưa rồi thì dặn ốc lại. Rồi cho nó miếng dầu vô con ốc này cho nó lâu ngày nó mới sét. Xe nhà thì mình làm kỹ vậy nha, chứ ra thợ thì ta đâu có thời gian rảnh nên ta làm cho mình mấy cái chuyện vớ vẩn này. Ốc thì trích cho nó một chút xíu dầu nha, cho nó bảo vệ ốc. Rồi canh ngay ngắn thì mình dặn cứng con ốc lại luôn nha. Rồi sau khi dặn cứng rồi giờ mình đưa cái cánh quạt vô. Rồi cánh quạt thì mình cũng chà rửa sạch sẽ rồi. Rồi giờ mình vẫn nhiễu tí dầu vô ngay chỗ cánh quạt nha. Rồi trên cái cốt này có cái khía như cái quạt gió trong nhà vậy đó, nên trên đây nó cũng có cái khía canh ngay chỗ đó. Rồi đưa vô, mấy hôm nay đưa vô lỏng le, hôm bữa phải đục ra ha, dơ quá nó sét, nay vệ sinh xong rồi ở nhà hiệu nè. Rồi lấy ốc xiết vô thôi, tí dầu.
Có lông đền không ta? Nhưng phải kiếm lông đền nữa quá. Rồi giờ mình sẽ dùng ống điếu 8 để mình xiết lại nha. Rồi sau khi mình gắp ok rồi thì mình sẽ thử coi tình hình nó chạy như thế nào nha. Hiện đây mình xài cái nguồn điện bình mình câu vô đây nè. Xe nó chạy ổn không rồi mình mới gắp vô xe ha. Buồn thổi bay nóc nhà luôn á. Rồi vậy là ok ha. Rồi vậy là cái quạt đã chạy ok. Thì cái quạt này là cái quạt hút nha, chứ không phải cái quạt thổi. Lúc mình gắn phía sau của két nóng thì nó sẽ hút hơi trong két nóng thổi ra ngoài, giống như giải nhiệt cho cái cục nóng của máy lạnh vậy đó, chứ không phải nó thổi hơi vô trong cái két. Ở đây thì nó có cái mũi tên nè, chúng ta gắn vô câu cái. Nếu mà mình quên không có làm dấu điện âm dương ở đây thì mình để ý nha. Để ý quay cái quạt nó quay theo chiều cái mũi tên nè là ok nha. Nó thổi gió vô máy, nó hút gió phía trước nó thổi ngược vô trong máy nha. Mình cũng không có gành cái thật, không biết sao nó không có thổi gió thẳng vô trong cái két lạnh cho nó mát dữ, chứ nó hút về thấy lực nó yếu quá, không biết nó hút ngon không. Nó đã dành ra dân kỹ thuật chuyên môn vậy hết đi ha.